Vào những ngày nắng nóng, ngoài việc phòng chống tác hại của ánh nắng mặt trời và việc chúng ta cần thiết nữa đó chính là ăn uống đầy đủ, làm sao cho cơ thể của chúng ta hấp thụ được đầy đủ dưỡng chất. Nhiều người đã chọn bổ sung các loại vitamin, khoáng chất có trong rau củ quả và trong đó có nước ép trái cây. Tuy nhiên, nếu chúng ta sử dụng nước ép trái cây không đúng cách thì rất dễ gây hại cho cơ thể của chúng ta. Theo các chuyên gia, mặc dù nước ép trái cây tự nhiên nhưng trong đó nó có chứa rất là nhiều đường và nó chỉ có thể cung cấp cho cơ thể của chúng ta một lượng vitamin nhất định, tuy nhiên không thể đủ đảm bảo cung cấp đầy đủ các dưỡng chất mà cơ thể của chúng ta cần được. Và nước ép trái cây không có chứa chất xơ mà lại có chứa nhiều đường có sẵn từ trong trái cây. Chính vì vậy, việc mà chúng ta uống nhiều nước ép trái cây thì sẽ có nguy cơ mắc các cái chứng bệnh như là béo phì, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, tiểu đường type 2 và nhiều bệnh khác gây nguy hiểm cho cơ thể. Về mặt dinh dưỡng, theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì trong nước ép trái cây có chứa nhiều đường fructose và loại đường này thì duy chỉ gan mới là cơ quan duy nhất mới có thể chuyển hóa được đường fructose này. Nhưng khi gan nhận quá nhiều đường thì gan sẽ bị quá tải. Chính vì vậy, những cái lượng đường dư thừa sẽ bị chuyển hóa thành mỡ và tích tụ ở trong gan, dẫn đến bệnh kháng insulin cũng như là gan nhiễm mỡ. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng lượng đường dư thừa từ nước ép trái cây làm tăng lượng cholesterol xấu, gây tích tụ mỡ ở vùng bụng trong ít nhất là 10 tuần chúng ta sử dụng và làm cho cơ thể bạn bị dư thừa calo, rất dễ gây các chứng bệnh béo phì hay là bị gút. Chính vì vậy, chúng ta nên thận trọng khi mà áp dụng những phương pháp ăn uống và điều chỉnh chế độ uống nước ép trái cây sao cho cơ thể của chúng ta hấp thụ được tốt nhất và không gây hại cho cơ thể bạn nhé. Nguyễn Hiếu mong rằng bạn hãy giúp Nguyễn Hiếu chia sẻ cái điều này tới cho bạn bè và người thân của chúng ta để cùng biết cách sử dụng nước ép trái cây cũng như là rau củ quả đúng cách để giúp cho cơ thể chúng ta ngày một khỏe mạnh hơn bạn nhé.